Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những cho bài Tarot for Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Ngày thứ Bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào? Và đây những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài Đây là tụ 1 Tụ 2 Và tụ 3 rồi mình sẽ mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem cơ ngày thứ 7. Ngày 4 tháng 5 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trả bày chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Đây, mình thấy các bạn tụ 1 là những người đang cố gắng thu hút ha, những cái điều mà bạn mong muốn. Có thể một số bạn vào gần đây cũng rất là cần những khoảng thời gian để nghỉ ngơi và dạ, gần đây nếu như cơ thể của bạn mệt mỏi buồn ngủ hay gì đó thì hãy cho bản thân mình không gian thời gian để mình có thể tịnh dưỡng sức khỏe nha ừ. hoặc là mình thấy các bạn đang chờ đợi một cái tin tức gì đó ừ. mình thấy thời điểm này các bạn không cần phải quá cái sự căng thẳng hoặc là quá sức bởi vì cái thành công của bạn đang được ơn trên hỗ trợ để bạn có thể đạt đến cái sự gọi là thăng tiến nè thành công đang đến các bạn hoặc là sẽ có một cái sự chuyển đổi hoặc là sẽ có một cái bước tiến gì đó nó diễn ra số bạn mình thấy các bạn sắp có niềm vui ha? niềm vui chiến thắng rồi niềm vui về tài chính à, và ngoài ra ở đây mình thấy có thể là trong thời điểm này có một số bạn các bạn đang um, kết thúc công việc cũ kết thúc tình yêu vân vân nhưng mà những cái điều này kết thúc là do ý định của ông trên rồi ha để mở ra cho bạn một cái giai đoạn mà tự bạn sẽ gây dựng nên một cái tương lai tươi sáng hơn một số bạn đang trong cái giai đoạn đập đi xe lại cuộc đời và mình thấy giai đoạn mới này sẽ là cái giai đoạn mà các bạn sẽ tự lực tự cường ha ừ, tự mình làm nên tất cả và các bạn sẽ có rất là nhiều những thắng lợi thành công cũng như đạt đến cái cuộc sống um, thoải mái vật chất tiền tài hơn mình thấy là như vậy một số bạn dạo gần đây mình thấy các bạn uh, chạy xe cẩn thận đường chạy nhanh quá nha cũng như là trời nắng nóng có chừng bị sốc nhiệt ha, hoặc là ảnh hưởng đến huyết áp ảnh hưởng đến cái vấn đề rối loạn tiền đình đến trí não của các bạn đó uhm. một số bạn thì mình thấy có thể là cẩn thận với vấn đề, đề uh, gọi là củi lửa ha, để tránh quả quàng hoặc là chập điện mình thấy ở đây có thể trong ngày này các bạn cũng sẽ quan sát hoặc là xem được khá nhiều tin tức liên quan đến vấn đề này một số bạn các bạn có sự kết nối tương tác với một người mang năng lượng nam đây là một người thông minh có tài chính vững chắc an toàn ha một người có sự ổn định và có sự thực tế một số bạn có có cuộc thi phỏng vấn gì đó thì có thể năng cái người này sẽ gác thi hoặc là họ sẽ phỏng vấn các bạn hoặc là một người cho bạn một cái lời khuyên một người truyền cảm hứng gì đó cho các bạn chẳng hạn uhm trong ngày này nếu như bạn có cuộc thi phỏng vấn gì đó mình thấy bạn sẽ thành công đó ừ. ước mơ của bạn được trở thành sự thật Nha ngoài ra có thể các bạn sẽ có sự dịch chuyển khá là nhiều Nha. hoặc là bạn cũng sẽ có sự ngắm trăng sao ở đây và trong ngày này tránh đôi co cãi cọ với người khác à, để tránh họ gây à, à, những điều ám muội sau lưng các bạn hoặc một số bạn mình thấy có thể là bạn nên bảo vệ sức khỏe của mình ừ. có một số bạn rất là dễ bị cái vấn đề như mình nói sốc nhiệt hoặc là bị cảm lạnh ừ tránh tắm đêm nha yeah. và mình thấy các bạn có thể là có những cái vấn đề liên quan đến pháp lý giấy tờ hồ sơ ha, luật lệ gì đó thì có thể là cái phần thắng nghiêng về các bạn ừ. hoặc là bạn sẽ có sự chứng kiến một cái um, điều gì đó mà mang tính luật nhân quả ha. hoặc là ai đó bị rơi vào vòng lao lý ừ. hoặc một cái uh, nơi nào đó khá là ổn định vững chắc thì có sự sụp đổ kiểu như là phá sản hoặc là có thể uh, có những người gọi là xây dựng nhà cửa ha mình thấy là như vậy và các bạn được khuyến khích hãy có sự nói chuyện một cách rõ ràng minh bạch và có sự trung uh, thành tận tụy công bằng liêm chính trong cái công việc hoặc là trong cuộc sống của các bạn có uhm. một vài bạn có thể là bạn sẽ xem quá nhiều những tin tức liên quan đến sự đấu tố sự chiến tranh sự tranh cãi với nhau thì đừng quan tâm đến quá nhiều chuyện của người khác mình thấy thời điểm này các bạn cũng hơi bị kiệt sức đuối sức ha, cho nên là hãy dưỡng sức đi còn chuyện người khác để họ lo đừng có gọi là vướng vấp vào những cái vấn đề này mang thêm cho mình cái sự tiêu cực một số bạn có thể là các bạn sẽ trở nên nổi tiếng hơn hoặc là ở đây thì mình thấy có thể năng là các bạn mua sắm gì đó cho nên là có thể cũng Um, chi một khoản tiền có thể đăng là một số bạn sẽ chi cho chuyến đi du lịch hoặc là bạn sẽ mua xe um, hoặc là cất nhà đóng đóng tiền cọc vân vân tuy nhiên trong thời điểm này các bạn cần phải nếu như bạn nào cất nhà hoặc là bạn có hợp tác gì đó ha ký giấy tờ gì đó các bạn nên xem xét kỹ lưỡng để tránh là bút xa gà chết hoặc là làm bất cứ điều gì cũng phải có hợp đồng có hồ sơ hẳn hoi ha hoặc là có sự công chứng của nhà nước um, để tránh sau này có sự thiệt thòi nghiêng về phía các bạn ha, mình thấy là như vậy sau này tránh cái sự cãi vã, mình đừng có nghe những cái lời hứa miệng, à, nó không có giá trị pháp lý. và sau này cũng rất là dễ người nhớ rồi người quên rồi rất là dễ rồi là gây hấn với nhau đó. À, có một vài bạn có thể là các bạn sẽ um, hơi buồn ngủ khi lái xe nè, cho nên rất là dễ bị những cái vấn đề bất ngờ diễn ra đó, cho nên các bạn nào buồn ngủ là không lái xe nha. Mình thấy là như vậy đặc biệt những bạn tài xế phải có một cái cách nào đó để bạn có thể tỉnh à, chứ không có bị rơi vào những cái giấc ngủ trắng giấc ngủ trắng là bạn ngủ hồi nào bạn cũng không hay đó ừ. hoặc là mình thấy cái khả năng là các bạn sẽ xem được khá là nhiều tin tức liên quan đến điều luật điều lệ mới ừ. và ngày hôm nay tránh phán xét về bình người khác hoặc là tránh để cho người khác gây ảnh hưởng đến uh, tinh thần các bạn nếu họ nói đúng với hoàn cảnh các bạn thì bạn có thể nghe và thay đổi khắc phục bản thân còn nếu như họ mang tính chất giìm hàng thì tốt nhất là bạn uh, tránh xa sự tiêu cực này ừ. Buông bỏ ha và những người này họ đang đến để có thể giúp cho bạn uh, trả nghiệp đó ừ. họ mang những cái nghiệp xui của các bạn và họ trả lại cho bạn may mắn những phước đức của họ cho nên là hãy có sự bình tĩnh tha thứ bao dung để có thể nhận lấy những may mắn những phước lành mà người khác trao tặng cho các bạn một số bạn ở đây mình thấy các bạn có thú cưng các bạn cần phải giữ cẩn thận để mà nó đi lạc ha, có sự mất mát hoặc ừ, có thể năng như mình nó có một số bạn sẽ mất một cái uh, hoặc là sẽ có sự chi tiêu một cái khoản tiền cho nên hơi bị uh, um, sót một chút và mình thấy các bạn có một cái sự um, sẵn sàng ha lên kế hoạch để thực hiện cái điều gì đó ở đây hoặc là trong ngày hôm nay có ai đó mạo danh là cơ quan thuế cơ quan nhà nước rồi đó phạt các bạn rồi kêu các bạn bấm liên liên kết tại phần mềm nha hoặc là mời gọi bạn tham gia vào sàn điện tử vân vân thì hầu như là lừa đảo đó nha, các bạn cần phải có một sự kiểm chứng lại lên google sạch tìm kiếm thông tin hoặc là tìm kiếm cái cơ quan tổ chức cơ đó ở trên trang mạng xem số điện thoại của họ là gì? số mấy rồi mình gọi mình tra cứu mình xem có đúng sự thật hay không. Nhưng mà hầu như những cái người gọi điện cho các bạn liên quan đến vấn đề thuế rồi phạt gì đó là lừa đảo không đó. Một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ có một sự hoàn thành tốt công việc của mình một cách xuất sắc cho nên là bạn cảm thấy cũng khá là tự hào về chính mình, cảm thấy vui tươi vui vẻ hạnh phúc hoặc là trong ngày này không có nên quá gọi là hơi tự cao à, không có cần phải háo thắng hoặc là tranh cãi với những người khác để chứng minh là đúng khi mà những người thích bạn thì bạn không cần chứng minh họ vẫn tin bạn còn nếu những người không thích bạn bạn nói cả trăm lần họ cũng sẽ không có tin đâu à, cho nên là tránh cãi vã à, tránh mất năng lượng với những người không cùng tần số không cùng cái mặt nhận thức với các bạn chỉ nói ra những điều đúng đắn à, và nói đúng cái sự thật rồi xong chứ mình không cần phải cãi vã nữa cho nó mất công mất thời gian thay vì thời gian đó nghỉ ngơi ha, cân bằng lại cuộc sống thì sẽ tốt hơn nói đúng và nói đủ là được ừ, các bạn nên dành thời gian ở ngoài trời nhiều hơn nè các bạn cần phải nạp năng lượng các bạn hơi bị thiếu hụt năng lượng và không khí thiên nhiên trong lành chính là À, cái nơi sạc pin cho các bạn vô cùng tốt và miễn phí. Thiên thần Michael đang gửi cho bạn một cái tin nhắn yêu cầu các bạn hãy ra ngoài và kết nối với thiên nhiên. Không khí trong lành sẽ giúp cho bạn có thể nghe được tiếng nói của thần thánh dễ dàng và rõ ràng hơn. Và khung cảnh thiên nhiên sẽ giúp cho cơ thể và tâm trí của bạn nó thư giãn nó dễ chịu. À, tất cả những yếu tố này làm giảm căng thẳng và lo lắng và điều này sẽ giúp cho bạn có thể thu hút và thể hiện mình ở cấp độ cao hơn hãy nghĩ đến cái việc đi ra ngoài như một cái khoản đầu tư mang lại cái lợi tức khổng lồ bằng mọi cách ha. Ừ. Hoặc một số bạn có thể bạn sẽ đi đến một cái nơi nào đó khá là gần thiên nhiên hoặc là bạn sẽ đi đến một cái địa điểm thiên liêng nào đó có thể đăng là một số bạn sẽ đi chùa, đi nhà thờ vân vân Hoặc là các bạn sẽ lên kế hoạch cắm trại, tập thể dục, chụp ảnh thiên nhiên và có sự giải độc cơ thể, ăn uống lành mạnh hơn và mở cửa sổ để đón không khí trong lành vào nhà và văn phòng các bạn và mình thấy có thể là một số bạn các bạn sẽ có một cái được sự thúc đẩy là bảo vệ môi trường ừ, hoặc là bạn sẽ xem được khá nhiều tin tức ha, những cái người họ bảo vệ môi trường uh, với những cái hoạt động uh, tốt đẹp ừ. rồi mình xin kết thúc các bạn tuần 1 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn Hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem ngày thứ bảy ngày 4 tháng 5 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào. Và đây là những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 2. Các bạn tuổi 2 các bạn là những người có trực giác rất là cao, thông minh nhạy bén và hiện tại thì có khả năng là các bạn đang có những cơ hội để phát triển về trực giác của mình hoặc là có những cái khởi đầu mới cho một cái sự nghiệp gì đó của các bạn, các bạn đang tìm kiếm kiến thức, học hỏi kinh nghiệm rất là nhiều. Một số bạn ở đây mình thấy các bạn cũng là một người khá là nổi tiếng ha, trong cái lĩnh vực về À, nghiên cứu về tâm linh tinh thần hoặc là các bạn là những người có đức tin rất là mạnh mẽ các bạn đang có những cái điều nguyện ước nguyện cầu gì đó thì mình thấy có thể là sắp trở thành sự thật rồi. Ha. Ngoài ra mình thấy hiện tại dạo gần đây các bạn khá là mỏi mệt các bạn cần thời gian nghỉ ngơi ha, lấy lại sức và mình thấy khả năng một số bạn các bạn cũng đang gọi là muốn khao khát thu hút một cái điều mà bạn mong muốn ước mơ của bạn nó sẽ được thực hiện một cách gọi là vạn nguyên nói chung là như vậy ở đây mình thấy là dạo gần đây các bạn cẩn thận khi mà bạn tiếp xúc với những người xa lạ ừ, để tránh bị người khác bỏ bùa thuốc mê thôi miên ha, mình thấy là như vậy và các bạn cần phải nâng cao đức tin và đồng thời đừng có va vào những cái điều tiêu cực ha, uh, cầu xin những cái thế lực ma giáo nào đó để bạn có thể thành công bởi vì bạn phải trả một cái giá rất là đắt không nên làm như vậy có thể sẽ có sự hy sinh um, đối với những người thân yêu các bạn đó cho nên tốt nhất là mình phải có một sự kết nối với thần thánh cầu sinh cả ngày và tin tưởng ừ. Thì các bạn có khả năng là sẽ có được tất cả mọi thứ mà không phải đánh đổi gì hết Thấy có một vài bạn, mình thấy là như vậy à, Và mình thấy ở đây có thể các bạn cũng đang rất là muốn học nấu ăn ừ. Các bạn là những người có sự khéo tay, là những người có sự quyết tâm ha, Và có sự mường tượng về cái điều bạn muốn trong cuộc sống Ừ số bạn ở đây thì mình thấy khả năng là các bạn có nhiều điều xảy ra thì bạn hãy tin vào trực giác của mình nếu như trực giác của bạn thúc đẩy ừ bạn nên nghỉ ngơ bạn nên cân bằng lấy lại sức thì hãy làm cái điều đó bởi vì bạn cần sức khỏe nha à, một số bạn trong ngày thứ bảy này có thể là bạn sẽ cảm thấy rất là tươi sáng cảm thấy khá là vui sức khỏe của bạn được tốt đẹp nha ừ, hoặc là gia đình của bạn mọi thứ ổn thỏa À, và mình thấy khả năng các bạn nâng cao ý chí tinh thần của mình một cách rất là kiên định à, có một vài bạn ở đây thì có khả năng là các bạn um, sẽ có sự kết nối một người mang năng lượng nữ đây là một người có khả năng kiếm tiền khá là tốt ừ. và giỏi giang có tài chính có khả năng là chị hoặc là mẹ hoặc là một cái người quen nào đó và một người mang năng lượng uh, nam hoặc là một người nữ nhưng mà cái tính cách rất là nam nhi chi chí rất là mạnh mẽ kiên cường và có sự gọi là dứt khoát À, và có sự kỹ tính hơi à, nghiêm túc một chút ngoài ra có khả năng một số bạn sẽ hẹn hò với người yêu hoặc là có một cái sự giao kết ký kết làm hợp đồng gì đó ở đây à, một vài bạn thì có thể là các bạn sẽ có khá là nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống à, và hoặc là có khả năng là các bạn sẽ mua sắm gì đó ha, chọn lựa để mua sắm gì đó lên trang mạng tìm kiếm ha, những cái món đồ vân vân một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn cũng có rất là nhiều ý tưởng đa, độc đáo đa dạng trong cái sự nghiệp của các bạn. Một số bạn có thể năng là các bạn cũng sẽ mua hoa, mua bông về trưng hoặc là kết nối với hoa lá cây cạnh trong nhà, trong vườn. Ừ. Và ngoài ra thì mình thấy có thể năng là các bạn cũng à, có một vài bạn có thể lên chức lên một vị trí cao hơn, vị trí lãnh đạo hoặc là trong ngày này các bạn đi xe nhớ đem theo giấy tờ đầy đủ ừ. hoặc là chạy xe cẩn thận để tránh uh, bị uh, gặp cảnh sát giao thông. Ừ. À, để tránh bị phạt đó ừ. một số bạn ở đây thì uh, mình thấy có khả năng là vấn đề sức khỏe của bạn hoặc là của người thân các bạn được uh, giải quyết ừ. và mình thấy uh, có khả năng một cái sự thật gì đó nó được tiết lộ hoặc là bạn không có còn ở trong cái trạng thái mù mờ mập mờ suy nghĩ chờ đợi một cái gì đó khả năng nó sẽ đến và nó cho bạn cái sự rõ ràng minh bạch Yeah. À, ở đây mình thấy có khả năng là bạn cũng sẽ lên uh, trang mạng xem tin tức khá là nhiều đó đọc tin tức rồi đó à. hoặc là có khả năng uh, tìm ra được uh, một cái sự thật ai đó họ đang uh, họ đang tọa, họ đang có một sự hẹn hò với nhau vân vân ừ, có liên quan đến luật pháp giấy tờ hồ sơ à hoặc là có khả năng bạn có sự kết nối với một luật sư chẳng hạn và bạn có khả năng là đọc được khá nhiều tin tức liên quan đến vấn đề về luật về luật lệ ừ. hoặc là bạn được khuyến khích hãy có sự rõ ràng và nói chuyện một cách trung thực ừ. các bạn có khả năng là đi chùa đi nhà thờ cầu nguyện ở đây hoặc có một cái điều ước gì đó của bạn nó được thực hiện ừ. một số bạn thì mình thấy có khả năng là các bạn À, có những cái giấc mơ, khả ừ. năng là bạn hơi ngủ mơ thấy ác mộng chẳng hạn hoặc là trong ngày này à, à, các bạn lên Google sạch cái chỗ bạn coi um, à, chỗ bạn có bị cúp điện hay không nha ừ. để tránh gọi là bị cúp điện mình bị trên vên và chơi với không kịp làm gì hết <laughs> kiểu vậy có một số nơi có khả năng bị cúp điện đó. Ừ. ở đây thiên thờ michael đã nghe thấy lời cầu cứu của bạn và câu trả lời của ngài đến với bạn à, qua cái thông điệp này đó là hãy rời đi ha à, một số bạn các bạn phải chịu đựng một cái tình trạng độc hại quá lâu à, cái việc gọi là đầu tư thời gian và sức lực mà không mang lại kết quả tốt cho sức khỏe của các bạn thì cái trải nghiệm này nó không có lợi cho bạn hoặc là những người có liên quan bạn không cần phải sống trong tiêu cực hãy bước đi mà không có cảm giác tội lỗi hay là do dự các thiên thần sẽ hỗ trợ để bạn có thể đảm bảo một cái cuộc chia tay diễn ra hài hòa nhất có thể và thiên thần Michael sẽ che chắn và bảo vệ bạn hãy làm theo sự hướng dẫn bên trong của bạn trong từng bước và quá trình chuyển đổi nó sẽ diễn ra suôn sẻ một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn sẽ nộp đơn xin việc mới hoặc là các bạn có sự rời khỏi những thói quen không tốt như là giải giải độc khỏi rượu thuốc lá hoặc là những chất cái thích quá chất gì đó ở đây ừ hoặc là có một vài bạn sẽ xem những cái thông tin liên quan đến sự tư vấn về các mối quan hệ ừ. hoặc là bạn sẽ thực hiện một cái chế độ ăn uống lành mạnh hơn à. hoặc là có khả năng một số bạn các bạn sẽ uh, chuyển đến một ngôi nhà mới hay đảm bảo rằng cái môi trường của bạn không có quá chất và chất độc ha ừ. có một số bạn có khả năng sẽ xem được khá nhiều tin tức liên quan đến có nhiều người ly hôn hoặc là có một vài bạn sẽ nhờ luật sư cho bạn cái Uhm, lời khuyên về vấn đề này rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ ba bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ ba để xem coi ngày thứ 7 ngày 4 tháng 5 năm 2024 của bạn sẽ như thế nào và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 hiện các bạn đang rất là nỗ lực trong công cuộc kiếm tiền. Đang rất là chăm chỉ, ha. siêng năng cần mẫn và có khả năng bạn đang thu hút tài chính hoặc là sự đủ đầy đang đến với các bạn hoặc bạn đang ước mơ cái điều này đang nguyện cầu à, có thể trong thời gian tới các bạn sẽ có những cái khởi đầu mới hoặc là sắp làm cái gì đó mới ừ. các bạn hy vọng mà nó sẽ thành công sẽ hoàn thành thuận lợi à, một vài bạn ở đây có thể là dạo gần đây các bạn cảm thấy khá là nhức đầu mệt mỏi nặng nề uể oải hoặc có những cái vấn đề cũ nó quay trở lại các bạn thì bạn cũng hy vọng một cái thời điểm khó khăn này nó sẽ mau kết thúc à, thì mình thấy có thể là nó sắp hoàn thành rồi và mình thấy các bạn cũng nên cầu xin ơn trên bảo vệ cho bạn khỏi những cái nguồn năng lượng tiêu cực Khỏi có những cái sự nóng tính khó chịu ha tập trung vào những niềm vui hiện tại cuộc sống của các bạn à, suy nghĩ theo hướng tiêu cực sẽ khiến cho bạn khuếch đại cái sự tiêu cực nhiều hơn cho nên là hãy suy nghĩ theo hướng tích cực ừ. ngoài ra một vài bạn dạo gần đây có thể là các bạn ăn uống hơi nhiều cho nên là hơi tăng cân và bạn đang rất là muốn gọi là giảm cân ha thì hãy chọn những phương thức uh, chậm mà chắc thì sẽ hay hơn uh, như là tập thể dục, ăn uống lành mạnh hơn, uhm. kiên cử bớt thì bạn cũng sẽ uh, hoàn thành được cái điều bạn ước muốn thôi. Số bạn có khả năng là sắp thi ngoại ngữ hoặc là muốn học ngoại ngữ hoặc là rất muốn đi du lịch nước ngoài vân vân, uhm. thấy có một cái yếu tố quốc tế gì đó ở đây ha. hoặc là dạo gần đây bạn xem khá nhiều tin tức nước ngoài. Và dạo gần đây các bạn hơi nóng trong người cho nên các bạn nên cung cấp đầy đủ nước. bạn là một người cũng có rất là nhiều ý tưởng độc đáo và đa dạng Và có thể năng là trong ngày này các bạn sẽ có khá là nhiều ý tưởng cho công việc của mình. một số bạn ở đây sẽ đọc sách nghiên cứu hoặc là tìm được những cái quyển sách mới những cái tài liệu mới. ngoài ra mình thấy có thể là các bạn sẽ có một sự chữa lành chữa lành về mặt sức khỏe cân bằng tinh thần sức sống của mình. một vài bạn thì có thể là các bạn sẽ nấu ăn vân vân hoặc là học nấu ăn à. có một vài bạn có sự kết nối một người mang năng lượng nam đây là một người thông minh có tài chính vững chắc an toàn có tiền có bạc có sự nhạy bén ừ. có thể người này cho bạn lời khuyên hoặc là làm ăn gì đó với các bạn mua bán gì đó giao dịch giao thương vân ừ. vân số bạn ở đây có khả năng là các bạn sẽ um, đi đến một nơi nào đó khá là cao và có thể là nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc là có một cái góc nhìn cao hơn trong cái vấn đề cuộc sống của mình và phân dân giữa hai quyết định hai lựa chọn gì đó ừ. à, ở đây thì mình thấy có thể là các bạn đang trong cái quá trình chữa lành trái tim của các bạn ừ. hoặc là trong giai đoạn này các bạn được khuyến khích là hãy có sự bình tĩnh trong cái việc nói chuyện với người thân đặc biệt là cha mẹ các bạn để tránh có sự tranh cãi hoặc là có những bạn nào đó cầu mong cho người thân của bạn được mau chớm mau sớm khỏe lại thì mình thấy là được ha ừ. Và ngoài ra thì mình thấy có thể là các bạn sẽ có một cái sự kết nối một người lớn tuổi là ba hoặc là một người chú vân vân là bạn sẽ có một sự gọi là thiết lập lại cuộc đời của mình lên kế hoạch cho cuộc sống của mình và có sự ngăn nắp trật tự hoặc là làm mọi việc một cách kỷ luật hơn ừ. Các bạn muốn thay đổi chính mình, các bạn muốn có một cuộc sống tốt cho nên là các bạn đang dần dần gọi là loại bỏ những cái thói quen không tốt ha và có thể có những cái lời nhận xét về bình bình phẩm gì đó khiến cho bạn hơi tổn thương nhưng mà mình thấy thì uh, hãy có một sự phân tích ừ nếu như cái lời đó đúng với mình thì mình có thể tiếp thu còn không thì tiêu cực quá thì bạn có quyền phớt lờ và im lặng thôi buông bỏ tha thứ ừ. thì những người này họ sẽ mang dùm những cái nghiệp nợ cho các bạn và họ trả lại cho bạn phước đức của họ mang đến cho bạn sự may mắn giai đoạn này giai đoạn các bạn có nhiều cơ hội để bạn có thể giải phóng những nghiệp nợ của mình cũng như tổ tiên các bạn À, có một số bạn có thể là ngủ mơ thấy người thân tổ tiên có khả năng là thấy một người ông hoặc là người người ba một người chú vân vân thì theo hoàn cảnh à, nói chung đây là một cái người trụ cột gia đình đó ha, một người à, lớn tuổi ừ. mình thấy là như vậy có một số bạn có thể được lên chức hoặc là bạn sẽ tham khảo ý kiến của một ai đó có kinh nghiệm trong lĩnh vực mới của các bạn hoặc là theo dõi những cái video clip của một cái người thành công nào đó để bạn có thể dạch ra cái hướng đi cho mình ừ. ở đây mình thấy có thể là các bạn đi đứng cẩn thận để tránh bị té hoặc là làm gì cũng có sự gọi là biết suy si tính Uh, sâu sắc rõ ràng để tránh bị người khác lừa ha cho vô cạm bẫy đó ừ. có thể có những cái người giả mạo là cơ quan nhà nước cơ quan thuế lừa đảo lợi dụng ha? cho nên các bạn hết sức cẩn thận để đừng để người khác thao túng các bạn nè ừ. một số bạn có thể là liên quan đến hồ sơ pháp lý giấy tờ hoặc là có sự kết nối với một luật sư yeah. hoặc là nghe được những cái điều luật điều lệ mới có một số bạn chọn luôn hai tụ ở đây Tụ 2 với tụ 3, thậm chí có một số bạn chọn luôn 3 tụ Một vài bạn có thể là có một cái sự hợp bàn với đội nhóm Hoặc là có sự kết nối với những người cùng chung chí hướng với các bạn ha. Có sự hòa hợp, có sự gắn kết Hoặc là tham gia một cái cộng đồng nào đó Hoặc là đi chùa, đi nhà thờ trong cái giai đoạn thứ bảy này Thậm chí có thể là các bạn cũng sẽ có sự no đủ Đủ đầy, vui vẻ Và um, có tài chính Nha Hôm nay thiên thần Michael đã nghe thấy lời cầu nguyện của bạn và ngài đang hướng dẫn các bạn theo hướng uh, dẫn dắt cho các bạn hoặc là cho các bạn những cái thông điệp rõ ràng hoặc là uh, làm sáng con đường các bạn. ha Các bạn đã có sẵn những ý tưởng về một cái nghề nghiệp sẽ mang lại cho bạn niềm vui, sự hứng thú, cơ hội giúp đỡ hoặc là sự đảm bảo về mặt tài chính và những suy nghĩ này là dấu hiệu cho thấy cái mục đích thiêng liêng của bạn. À, bạn phải tham gia vào công việc mang lại hạnh phúc cho bạn và cả người khác cái nghề nghiệp mà bạn mơ ước chính là mục đích sống của các bạn đó vũ trụ sẽ hỗ trợ và mở ra những cánh cửa cho bạn và hãy tự tin tiến về phía trước à, và tình hình hiện tại của bạn có thể đưa ra manh mối về cái bước tiếp theo trên con đường của bạn và hãy làm theo cảm xúc chân thật của mình các thiên thần đang theo dõi cái công việc kinh doanh và tài chính của các bạn đó rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu thích kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn